Hải Âu là một loài chim có tuổi thọ cao, chúng có thể sống tới 60 năm. Đây cũng là một trong những loài chim có sải cánh dài nhất trên trái đất với chiều dài sải cánh tối đa lên tới 3,5 mét. Chim Hải Âu dành phần lớn thời gian sống của mình trên bầu trời, chỉ tìm tới đất liền khi cần giao phối. Hải Âu là một loài chim biển với nhiều phân loài khác nhau như Hải Âu cổ rụt, Hải Âu mặt trắng, Hải Âu lớn đuôi ngắn, Hải Âu ly san. Theo các nhà chuyên môn thì chim Hải Âu là loài chim khí tượng, chúng chỉ đi kiếm ăn xa khi thời tiết tốt. Lúc thời tiết xấu, chim Hải Âu chỉ bay quanh quẩn bên bờ. Chim Hải Âu có khứu giác cực kỳ nhạy bén, cho phép chúng nhận ra mùi của những con mồi ở khoảng cách tới 20 km. Mình hy vọng hình ảnh của chim Hải Âu xinh đẹp sẽ giúp cả nhà có những phút thư giãn thoải mái.